Và các bạn đã quay trở lại với Hương Channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm món bánh khoai mỡ chiên giòn nha các bạn. Để làm món này thì mình đã chuẩn bị nửa củ khoai mỡ, một ít bột nếp, ít bột mì ngang, ít mè, ít sữa tươi, xíu muối và một muỗng canh đường nha các bạn. Khoai mỡ này bây giờ mình đem ra cắt miếng ra mình hấp nha các bạn. Mình cắt miếng mỏng mỏng và mình hấp cho nó chín rồi mình mới tán ra mình nhồi với bột để mình chiên các bạn. Giờ mình cắt ra đặng mình hấp nè các bạn. Giờ mình bật bếp lên đặng mình hấp khoai nha các bạn. Đậy nắp lại thôi. Nãy giờ mình nấu cũng được 20 phút rồi các bạn. Giờ mình mở ra mình xem coi nó chín chưa. Ồ, nó đã chín rồi các bạn ơi. Giờ mình tắt bếp mình lấy nó ra để cho nó nguội. Giờ mình để đây cho nó nguội nha các bạn. Cắt nguội xong rồi mình mới nhồi với bột được nha các bạn. Giờ khoai nó nguội rồi mình cho nó vô thau đặng mình nhồi nha các bạn. Mình tán nó ra xong rồi mình để bột cho mình nhồi. Bây giờ mình sẽ cho đường với muối vô trước nha các bạn. Đặng mình tán nó. Giờ mình bóp cho đường nó hòa quyện với khoai trước nha các bạn. Giờ mình cho ít bột nếp vô. Ít bột mì ngang vô luôn. Mình cho từ từ thôi. Bây giờ mình cho thêm xíu bột mì ngang nữa là nó vừa các bạn. Sau đó mình cho mè vô luôn. Và một ít sữa tươi vô luôn. Mình nhồi đến khi mà nó mịn lại là được nha các bạn. Bột mình đã nhồi xong rồi các bạn. Như thế này là đỡ được rồi các bạn. Giờ bắt đầu mình dò ra đang mình chiên nha các bạn. Bây giờ mình dò nó thành cái cọng dài dài nha các bạn. Rồi mình dò xong rồi đó các bạn. Giờ được như đó, giờ mình bắt đầu mình bắt chảo là mình chiên nha các bạn. Bây giờ mình bắt chảo lên đã nóng rồi nha các bạn. Mình bắt đầu cho dầu vô mình chiên. Để mình thử cái dầu nóng chưa các bạn. Nóng rồi, giờ mình để vô mình chiên. Mình đã dò sẵn rồi. Mình chiên mình trở trở nó nghe các bạn để thôi nó vàng một bên à. Mình phải xay đều đều nó. Và bây giờ bánh khoai của mình đã chín vàng rồi các bạn. Giờ mình gấp nó ra đĩa.
Giờ mình còn mấy cái bánh này nữa là xong rồi các bạn. Mình đã chiên xong rồi. Bánh khoai mỡ của mình chiên đã xong rồi nè các bạn. Cái bánh khoai mỡ này mình có thể ăn chung với tương cà nha các bạn. Các bạn ăn không thì cũng được. Khoai mỡ là một món ăn nhẹ, rất dễ làm nha các bạn. Các bạn hãy làm theo mình ăn các bạn. Đến đây thì video của mình cũng xin tạm dừng nha các bạn. Các bạn hãy xem và ủng hộ cho mình nha các bạn bằng cách là đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ cho mình. Mình xin chào các bạn.